Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thể thao trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, trong trận giao hữu với chủ nhà New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023, các tuyển thủ nữ đã có sự cải thiện khá tốt trong hiệp 2 sau khi bị dẫn hai bàn trong hiệp 1. Có thể nói khí hậu mùa đông tại New Zealand cũng ảnh hưởng phần nào tới lối chơi của đội và những trận đấu giao hữu như vậy giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ làm quen, thích nghi với điều kiện trước khi chính thức bước vào giải. Thầy trò Mai Đức Trung nhìn nhận về thất bại. Phát biểu sau trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thành thoát. Sau trận đấu này, tôi sẽ phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác xử lý phải tốc độ hơn, khả năng chuyển bóng cũng chưa tốt, cần phải khắc phục. Thể lực của các cầu thủ là điều mà tôi cảm thấy hài lòng. Ông Trung nói thêm, đội New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước khi vòng chung kết World Cup 2023 bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt và tận dụng tầm vóc để gây ra nguy hiểm bằng bóng bổng. Đây là một tập thể khá đồng đều, không thiên về bất cứ cá nhân nào. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng ở hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam có phần bỡ ngỡ nên để New Zealand có hai bàn thắng khá đơn giản. Theo đó, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã không theo sát đối phương nên dẫn đến bàn thua. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ cầu thủ New Zealand tận dụng sức mạnh nên có những pha áp sát nhanh, yếu tố khách quan. Tôi nghĩ thời tiết có ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam. Trời lạnh khiến cho chúng tôi chơi bóng không được mềm mại như mong đợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi khí hậu tốt hơn và có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn. Về phần mình, huấn luyện viên Zizka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand thể hiện niềm vui sau thắng lợi đội bóng đã thể hiện được thứ bóng đá đẹp mắt các cầu thủ phối hợp và kết nối tốt với nhau tôi hài lòng vì đội đã giữ sạch lưới hàng thủ đã chơi chặt chẽ Nữ huấn luyện viên của đội tuyển New Zealand khẳng định, chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam là rất quan trọng, tạo thêm niềm tin để các cầu thủ tự tin hướng tới vòng chung kết World Cup 2023. Ở trận mở màn, đội tuyển nữ New Zealand sẽ chạm trán với Na Uy. Huấn luyện viên Klimkova nói với truyền thông: "Đây là đối thủ khó chơi, họ từng vô địch World Cup năm 1995, nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình vì niềm tự hào của người hâm mộ New Zealand." tuy thất bại nhưng huỳnh như đội trưởng của đội tuyển việt nam vẫn cho rằng đây là trận đấu bổ ích và quan trọng để hướng đến world cup tiền đạo tuyển việt nam chia sẻ khi đội tuyển nữ việt nam sang đây thời tiết đã ảnh hưởng đến toàn đội vì có sự tranh lệch lớn về nhiệt độ đây là trận đấu để chúng tôi thích nghi và quen với thời tiết cũng như nhịp độ thi đấu tại đây được bố trí đá hộ công trong sơ đồ 5311, Huỳnh Như đã thi đấu rất nỗ lực. Tiền đạo mang áo số 9 có những tình huống di chuyển giật lùi để hỗ trợ đồng đội triển khai bóng hay xâm nhập vòng cấm để dứt điểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam bị dồn ép toàn diện, hầu như không có cơ hội tấn công, Huỳnh Như và Hải Yến không thể tạo dấu ấn. Huỳnh Như bị kèm rất chặt mỗi khi chạm bóng. Cầu thủ sinh năm 1991 cũng không có sức dốn đủ tốt để vượt qua hậu vệ đội tuyển nữ New Zealand, vốn vượt trội ở hình thể cũng như khả năng tì đè. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại sân tập để thả lòng vào ngày 11 tháng 7, trước khi chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7. Đây được dự đoán là trận đấu còn khó khăn hơn nữa bởi Tây Ban Nha là thế lực mới nổi của bóng đá nữ châu Âu, sở hữu đương kim quả bóng vàng Alexia Putellas trong đội hình. Thất bại quý giá trước thềm World Cup dù trận đấu với đội tuyển nữ New Zealand thuần túy mang tính giao hữu, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất với thủ môn Kim Thanh trong khung gỗ. Bộ ba trung vệ Diễm My, Thu Thường, Trần Thị Thu, Trần Dữ Trung Lộ, hai cánh là Thu Thảo và Hoàng Thị Loan ở hàng tiền vệ. Dương Thị Vẫn, Bích Thùy và Thanh Nhã được lựa chọn, còn Huỳnh Như và Hải Yến là cặp tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam. Cũng giống như trận gặp Đức, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ 5-3-2 kéo lùi về phần sân nhà. Nam hậu vệ đứng hàng ngang, tạo thành bức tường phòng ngự, trong khi ba tiền vệ cùng hộ công Huỳnh Như là tấm lá chắn thứ hai, giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung đối phó với sức ép của chủ nhà New Zealand. Sau những phút đầu giữ cự ly phòng ngự tốt, khoảng trống bắt đầu lộ ra ở hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Phút thứ sáu, Jackie Han thoát khỏi sự theo kèo của Thu Thương và Thu Thảo rồi chích mũi giày ở góc hẹp, nhưng thủ môn Kim Thành đã kịp đổ người cứu thua. Sau đó, New Zealand lại có cơ hội từ phạt góc, nhưng cú rút chân trái của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi vào xa. Phút thứ 11, đội tuyển nữ New Zealand lại có cơ hội khi Betsy Hanses vùng chân dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chạy cột dọc. Trước đó, các hậu vệ của Việt Nam đã mất cảnh giác ở tình huống đối thủ ném biên nhanh bên cánh trái. Sau đó 3 phút, thủ môn Kim Thanh bắt gọn cú đánh đầu của chân sút Hanan Wilkinson, người đã ghi 28 bàn cho đội tuyển nữ New Zealand. Lưới của đội tuyển nữ Việt Nam rung lên ở phút thứ 17 khi CJ Bot tung cú sút dệt dù không nguy hiểm, nhưng do thu thảo phá bóng trượt nên thủ môn Kim Thanh đã không kịp đổ người để cứu thua. Đội tuyển nữ Việt Nam chịu áp lực sau bàn thua, trong khi hàng tấn công chưa thể triển khai lên bóng hiệu quả, hàng phòng ngự lại để lộ khoảng trống để đối thủ khai thác. Phút 27, Ali Reilly đột phá từ cánh trái rồi dứt điểm cực mạnh, nhưng Kim Thanh kịp đổ người cứu thua. Đội trưởng Ria Persivans sau đó đã băng vào suốt bồi đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút thứ 34, đội tuyển nữ Việt Nam tổ chức phản đòn. Thanh Nhã dây bóng vượt qua hậu vệ New Zealand rồi thoát xuống. Nhưng cú rút chân phải của tiền đạo sinh năm 2001 đã bị đối thủ bắt bài càn phá. Thủ môn Kim Thanh là cái tên chơi nổi bật nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 1 với liên tiếp những pha cứu thua. Phút thứ 36, người gác đền sinh của đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 cứu thua bằng chân cú sút sấm sét của India Pejdrili. Phút thứ 44, lưới của đội tuyển nữ Việt Nam rung lên lần thứ hai. Chủ nhà New Zealand phối hợp bài bản ở cánh phải, rồi căng ngang như đặt để Jackie Hen đệm bóng cận thành nhận đổi cách biệt. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam củng cố lại hàng thủ khi bố trí tiền vệ bọc lót tốt hơn cho hai cánh. Hải Linh và Vạn Sự vào sân để thế chỗ cho Thu Thường và Thu Thảo. Phút 50, Huỳnh Như rút xa chân trái, đưa bóng sát sàn sạt cột dọc cầu môn New Zealand. Đây mới là dấu ấn đầu tiên của thủ quân mang áo số 9 từ khi vào sân. Quãng thời gian sau đó, đội tuyển nữ New Zealand dù giảm nhịp độ tấn công nhưng vẫn kiểm soát trận đấu rất tốt. Liên tiếp từ phút thứ 60 đến 64, cầu môn của Kim Thanh bị đe dọa bởi những cú sút chéo góc, nhưng New Zealand không tận dụng tốt cơ hội. Đội tuyển nữ Việt Nam chơi tiến bộ hơn trong hiệp 2, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi Hải Linh, Vạn Sự được tung vào sân. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm trải nghiệm bổ ích trước khi bước vào trận đấu giao hữu thứ hai gặp Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7, được dự đoán sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Dù thua trận nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Mặt khác, việc thử nghiệm, lắp ráp để tạo được bộ khung ưng ý nhất, vừa hoàn thành được nhiệm vụ phòng ngự và làm tốt ở khâu phản công là điều mà thầy Trung đã thực hiện và đem đến những bài học quý giá cho đội tuyển trước khi World Cup khởi tranh. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ còn 12 ngày chuẩn bị và hoàn thiện đội hình nhanh nhất có thể. Đặc biệt là giải bài toán phòng ngự, chống bóng bổng cũng như những bài đánh phản công nhanh. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội ghi được bàn và hướng tới việc có điểm ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những tin tức thể thao mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.